Tiến hành mở điện. Mở lần lượt là micro trước. Tiếp theo là công vang, công tắc ở phía sau. Đây là chỉnh tai full chức năng, không chỉnh được máy tính nha mọi người. Đây là giao diện màn hình. Đó, giao diện màn hình nha mọi người. Rồi, mở cục đẩy lên. Rồi, hệ thống đã hoạt động. Số điện thoại của mình. Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cấu hình karaoke gia đình rất là vừa túi tiền và cho chất âm rất là hay. Rồi một con đẩy QT Acoustic, đây là hàng mới, bảo hành 12 tháng. Một chiếc vang DSP 9600, một bộ micro BTS K868 và một cặp loa 3 tấc, một cặp chân. Rất là dễ sử dụng và thao tác nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người thưởng thức âm nhạc. Hệ thống này không có sử dụng sub nha mọi người. Chất âm rất là ok. Trên màn hình nha mọi người. Đây là mặt mũi của con đẩy nha mọi người. Đây hàng mới. Đến từ thương hiệu VT Acoustic 2 kênh. Bảo hành 12 tháng. Một con vang DSP. Bộ micro đến từ thương hiệu PPS. Rồi tiếp theo là một chiếc loa 3 tấc full. Hệ thống này mình không sử dụng sub nha mọi người. Rồi nếu mọi người không lấy cặp chân thì mình sẽ từ tiền ra nha. Rồi để mình quay phía sau nè, bên hông ha, chân gỗ à. À, chất liệu là bằng gỗ sơn nha mọi người. Còn về giá thì kênh mình rất là dễ, mọi người mua chỉ việc ở dưới phần bình luận sẽ có ghim bài giá. Nhiều kênh mình muốn xem được giá mình phải coi hết video, buồn cười lắm nha mọi người. Còn riêng kênh mình, mọi người chỉ cần vào phần bình luận là sẽ có giá ngay. Đây lưới nè, thì mọi người mua sản phẩm bên mình setup sẵn, mọi người về việc cắm điện vô là quốc nha. Thank you.
để cho đi chúc chúc để tôi đi những chỉ xưa bỏ mình ngày ấy. Thiết bị thì mọi người lưu ý là phải tắt cục đẩy cước công suất. Tiếp theo mình sẽ tắt cái chiếc vang, và cuối cùng đến là cái bộ micro. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hữu ích, mọi người hãy like, share, đăng ký kênh. Còn nếu mua sản phẩm thì giá mình để dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video review sản phẩm tiếp theo.